cửa hàng ô tô cũ rất rẻ Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay nhé. Vâng ạ. Trước khi vào cái video ngày hôm nay thì cho em gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị anh chị bạn. Chúng ta chuẩn bị bước sang một cái tháng mới gặp nhiều may mắn nhé. Gia đình thì hạnh phúc, còn công việc thì thành công nhé các bác nhé. Thì trong video clip ngày hôm nay thì em gửi đến cho toàn thể quý vị anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe đang có trong cửa hàng của em. Vâng, mấy ngày hôm nay thì cửa hàng em về rất là nhiều, kể cả những cái mẫu xe mà một đầu này, rồi là hai đầu, rồi là những cái dòng xe như sedan đời cao như Cerato 2021 này, Honda Accent đời 2019 này, Kia Morning bản C này, Kia Morning bản thiếu này, hoặc là Kia Cerato nhé. Thì có rất là nhiều những mẫu xe giá rẻ loanh quanh tầm khoảng trên 100 triệu. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu cho mình những cái mẫu xe mà hiện đang có trong cửa hàng của em rồi. Đấy. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe nào thì alo trực tiếp nhé, hoặc kết bạn Zalo trực tiếp với em để được tư vấn cụ thể các bác nhé. Đấy. Xe thì còn rất là nhiều, còn rất là nhiều các bác nhé. Đây ạ, em mới về một chiếc xe Cerato đời 2021. Vâng ạ, một chiếc xe đời rất là cao luôn, đời 2021 mà giá chỉ có 455 triệu đồng thôi. Đấy, tầm tiền thì rất là hợp lý các bác nhé. Cerato đời 2021 phiên bản tự động máy 2.0. Đấy, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng nha các bác nhé. Nội thất thế gia nguyên bản. Đấy, xe cực kỳ là đẹp nha các bác nhé. Đó. Đấy, full option cho các bác rồi. Giá chỉ có trên 400 triệu đồng thôi. Đấy, Cerato đời 2021 xe vừa về xong thôi nhé. Một chiếc xe vừa cập bến tại cửa hàng xong. Đấy, bác nào đang có nhu cầu thì mẫu xe này thì alo cho em nhé. Vâng, tiếp theo đây em mới về một chiếc xe Kia Morning phiên bản tự động đời 2011, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc với động cơ máy của nó là 1.0 các bác nhé. Tư nhân chính chủ gia đình đi và giá chào bán là 222 triệu đồng. 222 triệu đồng cho mẫu xe Morning. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn với động cơ máy của nó là 1.0 số tự động. Đây là phần nội thất của xe đây các bác này. Đó. Nội thất của nó là ghế da nha các bác nhé, ghế da đẹp, đấy, màn hình đầy đủ hết rồi. Và tiếp theo một chiếc xe vừa cập bến tại cửa hàng Hyundai Avante đời 2015, một chiếc xe mang phiên bản số tự động, đấy, với động cơ máy 1.6 tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, đấy, đời 2015 các bác nhé. Và giá chào bán là 305 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Avante đời 2015 này. Đây là phần hệ thống nội thất của xe này, đấy, nội thất rất là tươi luôn, có trang bị cửa sổ trời đầy đủ các bác nhé, hệ thống điều hòa auto. Nó thiết kế da đẹp. Cam kết cho bác bạn là không đâm đụng tai nạn, nó không ngập nước nhé. Đấy, Hyundai Avante đời 2015 số tự động ạ. Và tiếp theo đây em mới về một cái mẫu xe. Em mới về một cái mẫu xe Hyundai Accent đời 2019 với động cơ máy 1.4 số sàn. Con này là một chiếc xe bản thiếu thôi. Một chiếc xe bản thiếu các bác nhé. Đấy. Con này thì giá chào bán là 325 triệu đồng nhé. Con này thì nói chung là nó cũng có va chạm về phần đuôi xe và phần bên cạn bên lái một chút, bên cánh lái một chút. Đấy, gọi như mất chỉ các bác nhé. Đấy, xe này nói chung là có sai em sẽ tả vậy. Xe đẹp thì em sẽ bảo đẹp, còn xe nói chung là nó sẽ như nào em sẽ tả chuẩn về chất lượng xe. Nếu các bác thiện chí mẫu xe nào cứ alo cho em. Ở trong cái video báo giá thì em sẽ không chi tiết được những cái mẫu xe, tại vì nó quá nhiều xe. Đấy, cho nên em chỉ có báo giá báo đời thôi. Còn bác nào muốn biết thêm chi tiết cụ thể thì có thể alo cho em. Đấy, xe lỗi như nào hay là nó không lỗi hay là có lỗi như nào thì sẽ báo luôn cho mọi người. Con này thì nó có va bên cánh lái và có va phần đuôi xe. Đấy, coi như là nó mất chỉ như con nhé. Và tiếp theo đây, em mới về một chiếc xe Kia Morning. Một chiếc xe bản C các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, biển Thái Bình này. Con này đời 2018 nha các bác nhé. Số sàn máy 1.25. Con này thì xe bao đẹp cho các bác, không lỗi lầm gì cả. Đây ạ, giá con này là 248 triệu đồng cho mẫu xe Morning bản C đời 2018 các bác nhé. Đấy, trang bị bộ la răng phay này. Đấy, có túi khí an toàn, có hệ thống phanh ABS đầy đủ hết nhé. Đấy, giá chào bán là 248 triệu ạ. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu đời 2004 phiên bản tự động máy 1.0. Con này giá là 125 triệu ạ. 125 triệu đồng Morning tự động thôi nhé. Con này thì xe cũng không lỗi lầm gì cả. Đấy, xe nói chung là rất là ok luôn. Đấy, tự động. Em mới về một chiếc xe Kia Morning đời 2011. Con này thì là một chiếc xe trước kia nó là đương nhiên là dịch vụ hoàn lương rồi, đúng không ạ? Một chiếc xe đời 2011 số sàn, xe Việt Nam nhé. Đấy, xe thương hiệu của Hàn. Giá con này thì em đang chờ bán tầm khoảng 110 mấy triệu thôi, 115 triệu thôi. Đấy, Morning đời 2011 các bác nhé. 115 triệu, bác nào quan tâm thì alo cho em. Đó.
con này Hyundai Elantra em vừa về và em cũng bán luôn rồi. Đấy, con này Elantra bán rồi. Đây con Kia Morning Van này. Kia Morning Van đời 2009 này. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản tự động máy 1.0. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi thôi, Morning Van ạ. Số tự động các bác nhá. Giá con này 125 triệu. Đấy, Kia Morning Van, xe 2 chỗ, xe bán tải. Một chiếc xe vừa về, con này là con Cerato. Kia Cerato đời 2010. Với động cơ máy của nó là 1.6. Vâng ạ. Cerato đời 2010 máy 1.6 nha các bác nhá. Với giá tiền con này là 269 triệu. Đấy, 269 triệu đồng cho mẫu xe Morning Kia Cerato. Kia Cerato đời 2010 các bác nhá, 2010. Đấy. Với động cơ của nó là 1.6 phiên bản số tự động nhá. Tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng đấy. Và bên cạnh đây mới về một chiếc xe Spark 2009 nhá, giá là 69 triệu, 69-68 triệu đấy, 68 triệu nhá. Spark tập lái che nắng che mưa nhá. Con này là con Matiz này, Matiz 2004 đấy, 39 triệu nhá, 38 triệu ạ, 38 triệu Matiz như con nhá. Đấy, tập lái che nắng che mưa. Con này là con Spark 2009 thì giá tầm khoảng 69 triệu thôi. Đấy, độ đèn bi này, nội thất thì nói chung là full đồ luôn rồi. Đấy, mấy chiếc xe tập lái đây các bác. Và đây cửa tiền cũng tầm khoảng 55 triệu đồng thôi. 55 triệu đồng, con này là con xe lá lốt này. Đâu là lốt các bác nhé. Đấy, lá lốt đời 2003, máy 1.5, số sàn. Đấy ạ, 55 triệu ạ. Lachetti phiên bản SE đời 2010, 165 triệu đồng. Đấy, Lachetti phiên bản SE, số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn các bác nhé. Cũng vậy, bên này là con hợi đời 2010, con này màu bạc, 165 triệu. Con này là con lá lốt đời 2000, giá tầm khoảng 40 triệu này. Đấy, Hyundai i10 ạ, Hyundai Grand i10, con này thì được sản xuất năm 2017 nha các bác nhá. Máy 1.2, bản sedan 2 đầu, xe bao đẹp cho mọi người, không lỗi lầm gì hết, máy số zin, thân vỏ zin nhá. Xe bao chất bao đẹp cho các bác luôn, đấy, xe đẹp hiếm có luôn ạ, bản đủ máy 1.2. Có trang bị tiêu ký an toàn, có hệ thống phanh ABS đầy đủ hết. Và giá chào bán là 275 triệu. Đấy, xe gia đình nha các bác nhá, zin 100% luôn. Và bên cạnh em có một chiếc xe i10. Con này thì đời 2014 ạ. Vâng ạ, đời 2014 thôi nhá, 165 triệu ạ. 165 triệu đồng, in Hyundai i10 đời 2014, máy 1.0. Xe dịch vụ hoàn lương nhá các bác nhá, dịch vụ hoàn lương sơn quây, sơn phồn, có đổi màu. Lachetti nhập khẩu đời 2009, 155 triệu đồng. Phiên bản số sàn máy 1.6 ạ. Con này là bản Cedric, Lachetti Cedric đời 2009, giá con này là 180 triệu đồng. 180 triệu đồng cho mẫu xe Lachetti Cedric đời 2009. Và khu vực bên trong này là dành cho dòng xe dịch vụ taxi hoàn lương. Đấy. Kia Morning đời 2011 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn máy 1.0. Dịch vụ hoàn lương ra 145 triệu. 145 triệu đồng, xe nhập khẩu của Hàn các bác nhá. Bên cạnh là một chiếc xe i10 đời 2015. Đấy, xe cũng như là một chiếc xe dịch vụ hoàn lương, máy số làm rồi, thân vỏ keo chỉ thì sơn xi thì làm lại hết rồi. Đấy, giá là 175 triệu. Matiz SE 2006 55 triệu đồng. Matiz SE các bác nhá, số sàn. Máy 0.8, vua của tiết kiệm. Con này con Kia Morning đời 2015, một chiếc xe bản SE, số sàn máy 1.25. Con này thì giá chào bán là 195 triệu, bản đủ các bác nhé, đời 2015. Hyundai i10, một chiếc xe dịch vụ hoàn lương đời 2014, giá tổng khoảng 165 triệu đồng thôi. Đấy, 165 triệu xe dịch vụ hoàn lương. Con này thì cũng sơn quây, sơn phồn rồi, máy số làm rồi, thân vỏ keo chỉ thì máy số sơn xi sơn lại hết rồi các bác nhé. Kia Morning, con này sản xuất 2018, xe bản... bản thiếu thôi, số sàn, xe gia đình không khoan, không đổi màu. Giá là 100 con này đời 2018 và giá là 205 triệu. 205 triệu đồng ạ, Morning đời 2018. Một chiếc xe thương hiệu của Pháp, Pro. Đấy, xe thứ tử đời 2010, máy 1.0 thôi, giá lanh quanh tầm khoảng 200. Con này là con Kia Morning. Kia Morning đời 2013 các bác nhé. Máy của nó là 1.25 số sàn nhé. Giá con này là 145 triệu, xe dịch vụ hoàn lương nhé. Đấy, máy số làm rồi, sơn quây rồi ạ. Chevrolet Spark với động cơ máy 0.8, số sàn đời 2009, đời 2011 xin lỗi mọi người, đời 2011 và giá con này thì tầm khoảng 79 triệu thôi.
Con này con Kia Morning nhập khẩu tự động nha các bác nhá, đời 2004. Đấy, giá chỉ có 125 triệu đồng cho mẫu xe Kia Morning nhập khẩu số tự động ạ. Con này là con Kia Morning đời 2018 số sàn, bản là thiếu nhá các bác nhá. Xe gia đình không khoan không đổi màu ạ. Và giá con này là 205 triệu ạ. Vâng, một chiếc xe Kia Morning Van. Con này Kia Morning Van đời 2009 nhỉ. Đúng nhỉ? Con này đời 2009 số sàn. Con này giá tầm loanh quanh tầm khoảng 9 mấy triệu thôi. 95 96 triệu ấy. Tiếp theo là một chiếc xe i10. Hyundai Grand i10 đời 2010. Con này 20 mấy. Con này đời 2014 số tự động các bác nhá. Morning i10. Hyundai i10 đời 2014 số tự động giá là 269 triệu. Đời 2014 phiên bản tự động 269 triệu. Xe gia đình không khoan không đổi màu, xe bao đẹp cho các bác luôn. Đấy. Kia Morning đời 2016 số sàn, bản thiếu, xe dịch vụ hoàn lương. Giá chào bán là 180 triệu. Đấy, bao ra tên cho các bác. Xe này có dịch vụ nhé, có đổi màu rồi. Kia Morning đời 2018 số sàn nhé các bác nhá. Giá con này là 190 triệu. Xe dịch vụ hoàn lương nhá, máy số làm rồi, thân vỏ sơn quây rồi. Kia Morning bản SI đời 2016 số đời 2015 số sàn, bản đủ nha các bác nhá, bản SI đời 2015 195 triệu, xe không khoan không đổi màu ạ. Hyundai Grand i10 đời 2015 bản thiếu thôi nhưng mà lên full đồ như la răng đúc đèn gầm rồi. Giá chào bán là 175 triệu đồng. Và đây là con i10 đời 2013, Hyundai i10 đời 2013 số sàn nha các bác nhá, 155 triệu. Matiz 55 triệu đồng, tập lái trên láng che mưa. Đó. Kentra X đời 2009 nhé các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản tự động nhá. Và giá chào bán cho mẫu xe Kentra X này là bao nhiêu ạ? Kentra X này là 175 triệu thôi. 175 triệu Kentra X. Số tự động. Hyundai Grand i10 đời 2015. Các bạn, một chiếc xe dịch vụ hoàn lương, đổi màu da màu xanh mai linh sang màu xanh này nhá. Máy số làm rồi, sơn quây. Giá là 175 triệu, lên form mới. Nissan Sunny ạ. Nissan Sunny đời 2015 nhá các bác nhá. Động cơ máy 1.5 số sàn nhé. Giá là lên quanh tầm 170 mấy triệu thôi. Con này đời 2015 à 180 triệu. Vâng, tiếp theo là một chiếc xe Toyota Vios đời 2014 bản E. Trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.5 nhá, bản đủ đi ạ. Vios E 2015 à 14, giá là 258 triệu. Lacetti số sàn đời 2009 115 triệu đồng. Số sàn máy 1.6 nhá các bác nhá, Lacetti. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc với động cơ máy 1.8 số tự động đời 2011. Nói chung là đi con này trải nghiệm thôi, còn để mà nói đi lành bền thì các bác chọn dòng xe khác. Còn này thì đương nhiên là sửa chữa của nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ đắt đỏ hơn và phụ tùng của nó thì nói chung là hiếm hơn. Giá con này là 155 triệu đồng thôi, đời 2011, số tự động các bác nhé. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2010 số sàn, 185 triệu. Hyundai Venna đời 2008 số sàn, 115 triệu đồng. Venna nhập khẩu của Hàn Quốc số sàn các bác. Hyundai Avante đời 2012 số sàn, máy 1.6 nhá. Con này giá là 220 triệu đồng. Đấy, Hyundai Avante. Xe thì thương hiệu của Hàn Quốc. Đây còn rất nhiều xe nữa các bác có thể vui lòng giữ máy trong vài phút nữa thôi, em sẽ báo giá nhanh nhé. Báo giá nhanh tổng hợp giá xe như này. Một chiếc xe Lacetti phiên bản SE đời 2009 nhá các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số sàn, máy 1.6, giá là 155 triệu. Con này em nhận cọc rồi. Chevrolet Aveo, các bác nào yêu thích dòng xe đời cao mà giá rẻ không ạ? Aveo đời 2017 số sàn, máy 1.4, giá chỉ có 215 triệu thôi. Xe bao đẹp cho các bác, không lỗi nhỏ. Toyota Vios bản E-Sit đời 2007, 150 triệu đồng. Bản đủ các nhé, bản đủ số sàn, máy 1.5. Chevrolet Cruze đời 2018 nhé, trang bị hộp số sàn, máy 1.6. Giá con này là 290 triệu đồng. 290 triệu đồng.
Hyundai i10 đời 2018 nhé. Con này tư nhân gia đình đi thôi nhé. Con Cruy này là tư nhân gia đình đi đời 2018 này. Đấy, giá con này là 290 triệu. Hyundai i10 đời 2018 số sàn máy 1.2, giá là 250 triệu đồng. Đó. Kia Cerato đời 2017, phiên bản số tự động với động cơ máy của nó là 1.6 và giá con này em đang chào bán là 395 triệu. Con này là con Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản tự động đời 2010, giá là 199 triệu. Vios bản limo nâng các bác nhé, Vios bản limo nâng đời 2009 nhé, giá là 145 triệu thôi. Tiếp theo có một chiếc xe Kia Soluto đời 2020, giá là 299 triệu đồng. Kia Soluto đời 2020, đấy, xe gia đình đi một chủ ạ. Chevrolet Cruze đời 2014 nha các bác nhé, phiên bản tự động máy 1.8 nhé. Đấy, tư nhân biển Bắc Ninh và giá con này loanh quanh tầm khoảng 260 triệu đồng. Và tiếp theo đây em có một chiếc xe Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản tự động đời 2010. Xe bao đẹp cho các bác, biển Hà Nội, tên tư nhân nhá. Đấy, máy 1.6 thôi. Số tự động và giá con này là 195 triệu, xe rất là đẹp luôn. Tiến đến đây em có một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2010 form mới, số sàn máy 1.4, giá con này em đang chờ bán tầm khoảng 175 triệu. Đây là một chiếc xe Fortuner đời 2012, trang bị động cơ máy 2.7, máy xăng tự động 2 cầu, giá con này loanh quanh tầm khoảng 395 triệu. Cerato đời 2016 các bác nhé, với động cơ máy 1.6 số tự động bản full nhé, giá loanh quanh con này tầm khoảng 395 triệu đồng thôi. Đấy. Đây Hyundai Accent đời 2020 bản ATH bản đủ nha các bác nhé, giá loanh quanh trên 435 triệu đồng. Đấy. Con này thì em hỗ trợ banh cho các bác được 50% giá trị xe nhé. Đấy, tư nhân chính chủ gia đình đi 435 triệu đồng Hyundai Accent bản ATH bản đặc biệt nhất nhá các bác nhé. Con Atrago này thì em đã nhận cọc cho anh trai về Thanh Hóa rồi, mùng 2 giao xe. Tiếp theo đây là một cái mẫu xe Chevrolet Cruze đời 2015 với động cơ máy 1.8, tư nhân chính chủ gia đình đi, bao đẹp cho các bác, giá chỉ có tầm khoảng 260 triệu đồng thôi nhé. Chevrolet Cruze đời 2015, đây xe bao đẹp. Và một chiếc xe Honda City đời 2016 nhé, đấy, giá lên quanh tầm khoảng 360 triệu đồng. Một chiếc xe số tự động với động cơ máy 1.5, đấy, Honda City, một trong những mẫu xe phân khúc hạng B form dáng đẹp. Hồ sơ cầm tay sẵn em bao và tên cho mọi người luôn nhé, bác nào quan tâm thì alo cho em. Vios bản E đời 2017 nhé, con này thì có sơn quây đổi màu rồi nhé các bác nhé. Động cơ máy 1.5 bản đủ số sàn bản E đấy ạ. Giá con này là 305 triệu. Màu vàng cát thì con này đã đổi màu rồi. Chevrolet Avel đời 2017 số sàn tư nhân gia đình đi không khoan không đục, giá tầm khoảng 201. Bên cạnh đây là một chiếc xe Hyundai Avante. Con này đời 2015 với động cơ máy của nó là 1.6 nhé. Trang bị hộp số sàn, xe bao đẹp cho các bác biển Bắc Giang. Và giá con này là 269 triệu đời 2015. Và bên cạnh đây là một chiếc xe phiên bản tự động Hyundai Venna với động cơ máy 1.4, phiên bản số tự động các nhá, giá con này là tầm khoảng 205 triệu thôi. Chúng ta có một chiếc xe 7 chỗ này. Đây là dàn xe 7 chỗ thì em sẽ báo giá nhanh toàn bộ những mẫu xe này cho các bác xem. Con này là con Karen đời 2016 với động cơ máy 1.0 của nó là 2.0 bản đủ cho các bác nhá. Giá con này em đang chào bán tầm khoảng 275 triệu đồng thôi. Innova đời 2009 bản G số sàn giá tầm khoảng 201. Và tiếp tục cũng là một chiếc xe Karen đời 2015, con này giá tầm khoảng 225 triệu đồng. Đấy, xe Karen bản đủ máy 2.0, xe 7 chỗ. Toyota Fortuner hiện tại em đang có tổng khoảng 4 xe nhé, 4 mẫu xe Fortuner. Con này đời 2010 339 triệu. Đây là một chiếc xe Innova bản G phiên bản tự động đời 2014 ạ. Với động cơ máy 2.0, hết Innova đều trang bị động cơ 2.0 cả. Giá con này là 385 triệu. Con này con Toyota Fortuner động cơ máy 2.7, máy xăng tự động 2 cầu. Hồ sơ cầm tay sẵn, 401 em bao vào tên cho các bác nhé. 401 bao ra tên. Innova đời 2013, một chiếc xe bản đủ số sàn, tư nhân chính chủ gia đình đi không khoan không đục không đổi màu, bao đẹp cho các bác không lỗi. Giá là 295 triệu. Và bên cạnh đây có một chiếc xe đời 2014 bản Z, một chiếc xe bản thiếu thôi, có dịch vụ taxi ra và
giá chỉ có 285 triệu đồng. Con này là con Innova đời 2016 nhá, lên form mới hoàn toàn với động cơ máy 2.0 bản đủ số sàn. Giá là 435 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Mitsubishi Xpander, một chiếc xe bản số sàn máy 1.6 đời 2018, giá là 415 triệu. Xpander xe cho các bác chạy dịch vụ taxi rất là ok. Honda CR-V đời 2015 máy 2.4 tự động nhé. Con này em đang giảm giá rất là sâu, 565 triệu bây giờ em giảm lên còn 545 triệu đồng thôi. Đấy, 545 triệu đồng. Tiếp theo một chiếc xe Toyota Fortuner đời 2019 nhé. Đấy, giá tầm khoảng 301 các bác nhé. Innova đời 2010 giá tầm khoảng 220 triệu đồng. Đấy. Vâng ạ, vừa rồi thì em vừa lên sóng báo giá nhanh tổng hợp tất cả những mẫu xe đang có trong cửa hàng của em ngày hôm nay là ngày cuối tháng rồi, ngày 30 rồi, 30 tháng 2 rồi. Ngày mai là bước sang một cái tháng mới rồi đúng không ạ? Thì cho em gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị anh chị bạn có một cái tháng mới thật là nhiều may mắn và thành công nhá, sức khỏe, hạnh phúc nhá các bác nhá. Trước khi kết thúc video rất mong mọi người cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Cũng như là các bác có thể là đóng góp những ý kiến ở dưới cái phần bình luận. Đấy, các bác có thể là comment những ý kiến của các bác. Còn là cũng rất mong các bác là có thể là bớt chút thời gian ghé qua cửa hàng để lái thử, chạy thử những mẫu xe đang có trong cửa hàng của em nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong cái mẫu video sau ạ.